Xin chào mọi người, chào mừng mọi người quay trở lại với kênh Lan Rừng Hạng Độc Sơn Rái Bắc Tây Nguyên. Hôm nay thì mời mọi người cùng với em đến với cái vườn kiếm Phan Chí. Đây là những cái chậu kiếm Phan Chí gieo hạt tự thụ nha mọi người. Đó, do vườn em trồng, chăm sóc và đến nay thì cây nó cũng lớn khỏe rồi. Thì có thể là chia sẻ giống cho anh em chúng ta sưu tầm mọi người ha. Thì đây thì mọi người có thể xem là em cũng nói chung trong vườn cũng khá là nhiều. Tuy nhiên á thì em cũng chỉ lọc lựa và chọn ra là được trong đây tầm cỡ gần 20 chậu là được gọi là khỏe đẹp nhất mọi người nha. Đó. Đây. Những cái này thì nó có tầm 2 tới 3 thân. Đó, những cái chậu này thì 2 tới 3 thân để mọi người xem nha. Đấy. Kích thước thì cỡ như vậy, mọi người xem cái tay em nè ha. Kích thước cỡ vậy ha. Đó, đây. Rồi. Kiếm Phan Chí thì được biết đến là cái cây kiếm nổi tiếng số 1 Việt Nam hiện nay. Thì nhiều anh em chắc là cũng nghe tới kiếm Phan Chí là cũng rất là thích mọi người nha. Những cái loại, những cái cây mà tép kiếm Phan Chí tách mẹ thì giá nó vài triệu một tép luôn. Thì đối với anh em mà sưu tầm giống thì giá như vậy thì nó cũng khá là cao. Và cái thời điểm này thì nhiều bác, nhiều anh chị cũng khó có đủ mà kinh tế để chúng ta có thể là sưu tầm được những cái chậu kiếm Phan Chí mà tách từ thân mẹ. Chính vì vậy thì hôm nay thì vườn em là chia sẻ là những cái chậu này là chậu kiếm Phan Chí gieo hạt tự thụ mọi người nha. Đó. Và những cái cây này á, thì về mọi người trồng chăm sóc thì thân lá nó rất là đẹp. Và đặc biệt là mỗi cây vậy nè thì nó sẽ cho ra một cái kiểu hoa khác nhau. Tức là các bác chị sưu tầm hai chậu thì nó sẽ ra hai mắt hoa khác nhau. Và hoa nó thì gọi là hoa sổ số mọi người, hoa sổ số nha. Đó. Rồi, nói chung là cây này nó mang cái gen của cây kiếm Phan Chí nên là cái thân lá nó nhìn cũng rất là đẹp mọi người, cứng khỏe lắm. Đó. Rồi và hôm nay thì vườn em chia sẻ là em bán là nói chung là bán cái giá với các bác chị về sưu tầm thôi. Thực ra thì giá này nó cũng vừa đủ, cũng chưa đủ cái công trồng nữa mọi người. Đó, và hai chậu như vậy, hai chậu đó, hai chậu như vậy, một cặp tức là một cặp hai chậu vậy nè thì có giá là 200.000 nhé. Thì nó tương đương là 100.000 chậu thôi. Các bác chị có thể mua số lượng bao nhiêu chậu thì cứ báo em. Số lượng nói chung số lượng thì cây thì nhiều nhưng mà những cái chậu mà em lựa đẹp ra khỏe đây á thì nó chỉ rơi vào tầm cỡ mười mấy hai chục chậu thôi mọi người, chứ cũng không có được nhiều mọi người ha. Nên là các bác chị có mua thì chúng ta đặt sớm sớm tí. Rồi. Và giá mọi người lưu ý giá là 200.000 là chưa bao gồm phí vận chuyển nha. Phí vận chuyển sẽ do bên đơn vị vận chuyển họ thu. Mọi người mua, mọi người thanh toán tiền lan với tiền ship cho bưu tá lúc nhận hàng là được. Đây thì em sẽ quay các chậu cho mọi người cùng ngắm nha. Nói chung là các chậu thì nó cũng tương tự như nhau nên là em cũng không có đánh số mọi người. Đó, gọi là cũng bốc đại nhưng mà cũng cố gắng là lựa ra những cái chậu khỏe đẹp nhất cho mọi người làm giống rồi. Đảm bảo các bác chị về những cây sẽ rất là ưng ý. Những cái thân lá nó nhìn rất đã ha. Rồi. Rồi mọi người mua thì em sẽ đóng gói vào thùng xốp em gửi đi nha. Mọi người thanh toán tiền lan với tiền ship cho bưu tá là được. Nói chung là đóng, cố gắng là mấy cây này lúc nào em cũng đóng cái hộp xốp á để gửi hộp xốp đi cho nó an toàn mọi người, chứ hộp giấy đi nhiều khi người ta quăng, người ta ném nó gãy dập cây rất là tiếc nữa. Nhiều khi giá nó cũng không có cao nhưng mà mình phải gọi là thực sự là cẩn thận để cho khách mua người ta cũng vui nữa. Với nhìn mà nếu mà gửi mà đóng gói mà không cẩn thận về tới nơi mà nó gãy dập ra thì vừa thứ nhất là vừa mất khách mà nó cũng vừa mang tiếng rồi mọi người. Nên mang cái này em đóng gói rất kỹ nha. Rồi xin cảm ơn mọi người. Hẹn gặp lại mọi người ở các clip về những cái giống lan đặc biệt tiếp theo ở trên kênh Lan Rừng Hạng Độc Sơn Rái Bắc Tây Nguyên mọi người nha. Xin chào mọi người.